Không biết anh em có nhớ không, nhưng mà vào năm 2020 ấy, khi mà chiếc iPad Air 4 này được ra mắt thì rất nhiều anh em đánh giá nó là một sản phẩm không đáng mua, tại vì là nó không có màn hình 120Hz này, xong nó lại còn dùng Touch ID, không có Face ID như là những chiếc iPad Pro cũ. Thì lúc đấy anh em bảo là thà mua những cái chiếc iPad Pro cũ còn hơn, như kiểu iPad Pro 2018 chẳng hạn. Giá nó cũng loanh quanh đấy nhưng mà nó lại nhiều đồ chơi hơn, dùng nó trải nghiệm sướng hơn rất là nhiều. Vậy thì bây giờ những chiếc iPad M1 nó vẫn còn đang quá đắt vì nó vừa mới được ra mắt mà, thì liệu những cái chiếc E2020 này nó còn đáng mua hay không? Thì anh em hãy cùng tìm hiểu với mình nhá. Hiện tại thì các bạn vẫn sẽ có thể tìm mua iPad Air 4 hàng mới, hàng chính hãng. Ví dụ như là mình đang tham khảo ở shop đăng thì mức giá nó sẽ vào khoảng 13.590.000. Thì tại vì là nó cũng mới ra mắt có 2 năm thôi, chứ không như những chiếc iPad Pro 2018 thì anh em sẽ chỉ có thể mua được hàng cũ mà thôi, tại vì nó ra mắt 4 năm rồi mà. Và khi mà anh em cầm chiếc iPad Air 4 lên ấy, thì anh em sẽ phải bất ngờ khi mà nó có thiết kế rất giống với cả những cái chiếc iPad Pro 2018. Màn hình 10.9 inch ở mặt trước này, bộ khung và mặt sau đều là bằng nhôm, một camera, logo táo và smart connector dùng để kết nối với bàn phím Magic Keyboard hay là Ops Smart Folio. Nói cách khác thì ngoại hình và thiết kế của nó gần như không khác gì một chiếc iPad Pro 11 inch cả. Thậm chí là nếu như anh em dùng phụ kiện hay là dùng ốp của những chiếc iPad Pro 11 inch ấy, thì nó đều vừa khít, nó vừa dùng được hết. Và Apple vẫn sử dụng nguyên si cái thiết kế này lên chiếc iPad Air 5 M1 mới. Hay nói cách khác ấy, thì chiếc iPad Air 5 chính là chiếc Air 4 được nhét thêm con chip M1 vào và một vài upgrade rất rất nhỏ thôi. Nên là anh em cũng sẽ không cần phải lo về vấn đề lỗi thời về mặt thiết kế ở trên chiếc Air 4 này. Tuy nhiên là nếu anh em mua một chiếc iPad Air thì nó vẫn sẽ có những cái thua thiệt nhất định so với cả dòng Pro, tại vì Apple phân khúc rất là kỹ, dòng Pro ở trên, còn dòng E thì luôn luôn nó ở dưới, nó không thể nào hơn dòng Pro được. Đầu tiên là cái màn hình này, thì màn hình của iPad Air 4 ấy, nó sẽ có viền dày hơn nên là cái màn hình nó sẽ bé đi đôi chút so với cả iPad Pro 11 inch, nó sẽ chỉ còn là 10.9 inch thôi. Và độ dày thì nó cũng sẽ dày hơn đôi chút so với cả iPad Pro 6.1mm so với cả 5.9mm của iPad Pro 11 inch. Màn hình thì vẫn là IPS LCD có độ sáng 500 nits, nhưng mà tần số quét chỉ là 60Hz thôi. Mặc dù là hiệu năng của iPad Air 2020 hay là animation của iPadOS nó vẫn rất tốt nhá, nó không hề khựng khựng, nó vẫn rất mượt. Nhưng mà cái màn hình 60Hz ở trên một cái màn hình 11 inch như này ấy, thì mình thấy nó vẫn hơi giật giật gì đấy. Nhất là lúc mình vuốt cuộn thì nó thể hiện rất là rõ. Những cái thiết bị cầm tay nhỏ gọn như kiểu iPhone, như kiểu iPhone 13, 13 mini chẳng hạn, thì mình có thể chấp nhận được là màn hình 60Hz. Nhưng mà to như này thì mình cảm nhận được cái sự giật giật đó nó rất là rõ. Và cái thứ hai là khi mà nhìn qua thì ai cũng sẽ nghĩ iPad Air 4 nó có tận 4 loa, tại vì bản thân bộ khung của nó được đục tận 4 lỗ loa cơ mà, 2 ở trên và 2 ở dưới. Nhưng mà thực tế thì máy chỉ có 2 loa mà thôi. Và nếu như mà anh em cầm xuôi máy thì 2 loa của nó sẽ nằm ở bên trái, 2 lỗ loa còn lại chỉ để làm cảnh mà thôi. Nhưng mà loa của iPad Air thì nó vẫn cực kỳ to nhá, nó vẫn gần như là best choice loa trong cái tầm giá này. Và cái thứ ba thì mặc dù iPad Air 4 nó đã được chuyển cổng sạc sang thành cổng Type-C ấy, nhưng mà nó vẫn không phải là cổng Type-C xịn giống như là iPad Pro. Nó không phải là Thunderbolt 4, nó chỉ là cổng USB 3.2 Gen 1, tốc độ truyền tải là 5 Gbps trên giây thôi. Và nó cũng xuất được màn hình nhá, nhưng mà ấy, nó không xịn như iPad Pro ở chỗ là xuất màn hình thì nó chỉ là dạng gương thôi, chứ không phải là anh em xuất rời ra thêm một cái màn hình nữa để dùng song song cả hai chiếc màn hình. Và nó sẽ không tối ưu được cái độ phân giải ở trên màn hình rời, nên là dùng nó cũng hơi không hay cho lắm. Và cái thứ tư thì chính là nó vẫn phải sử dụng Touch ID chứ không có Face ID giống như là iPad Pro. Đây là cái mà mình mong muốn Apple sẽ upgrade cho dòng Air hay là dòng mini nhất. Tại vì là cái máy này nó to quá nên là mỗi lần mà mình muốn mở máy ấy, thì mình sẽ phải đi mò tìm Touch ID ở đâu. Còn nếu mà có Face ID thì rất là tiện, chỉ cần cầm máy lên vuốt dùng luôn. Hoặc ít nhất là Apple sẽ cho phép mình mở khóa iPad bằng Apple Watch. Vẫn không hiểu tại sao Apple không cho mở khóa iPad bằng Apple Watch, trong khi iPhone thì được, MacBook thì được, còn iPad thì lại không. Và nếu như mà nó lại thua iPad Pro những cái như thế thì tại sao mọi người lại không mua iPad Pro mà lại mua chiếc iPad Air 4 này? Thì mình nghĩ nhá, bây giờ hiện tại con Air 4 này nó sẽ chỉ được so sánh nhiều nhất với cả chiếc iPad Pro 2018 mà thôi. Chứ nếu mà là chiếc iPad Pro 2020 ấy, thì nó lại mức giá cao hơn hẳn so với cả chiếc iPad Air 4 này rồi. Và so với iPad Pro 2018 ấy, thì Air 4 mặc dù là nó có những cái thua thiệt nhỏ đấy thật, nhưng mà bù lại thì anh em sẽ có những cái gì? Anh em sẽ có được bảo hành lâu hơn, tại vì nó vẫn còn máy mới, nó không phải là máy cũ giống như là iPad Pro 2018. Anh em sẽ có bảo hành chính hãng, anh em sẽ được cập nhật phần mềm lâu hơn, dài hơn. Và anh em sẽ
có thể lựa chọn nhiều màu sắc hơn. Và mình không biết có nên cho cái đấy vào một trong những lý do không, nhưng mà mình thấy iPad Air 4 nó có rất nhiều màu sắc đẹp ấy chứ. Nhìn nó trẻ trung và hợp với cả những cái học sinh sinh viên như mình hơn. Và đấy, cái sự được cập nhật lâu dài hơn thì nó sẽ đến là từ cái phần cấu hình của chiếc iPad Air 4 này. Nó sử dụng con chip mới hơn so với cả chiếc iPad Pro 2018. Nó sẽ là con chip A14 và có 4GB RAM. Thì cái cấu hình này ấy, thì anh em vẫn thừa sức dùng đến bây giờ, thậm chí là 3, 4, 5 năm nữa vẫn được. Nó quá mạnh rồi. Tất cả mọi trò chơi ở trên App Store, từ PUBG Mobile, Pokemon Unite, hay cho đến những cái con quái vật khát cấu hình như là Genshin Impact hay là Apex Legends Mobile đi chăng nữa ấy, nó cũng thừa sức để gánh những ứng dụng ưu tiên đồ họa vẽ kỹ thuật như là Adobe Photoshop for iPad này, Procreate, LumaFusion. Nên là sẽ giúp cho những sinh viên học thiết kế đồ họa cũng có thể sử dụng học tập rất là dễ dàng. Và vì nó cũng hỗ trợ được cả bàn phím rời và cả ốp bàn phím, nên là anh em sẽ có thể soạn thảo và chỉnh sửa những tài liệu cơ bản ở trên Microsoft Office. Mình dùng chiếc iPad này thì gần như là đủ mọi nhu cầu luôn. Từ ở trên lớp thì viết nốt này, vẽ này, hay là mình gõ tài liệu này, xong rồi chơi game này, xong rồi mình dựng video cơ bản, hay là mình chỉnh sửa ảnh thì màn hình nó to, nó chỉnh sửa sướng ấy. Thì nói chung là nó đáp ứng hết mọi nhu cầu, màn hình to, xong rồi hiệu năng mạnh mẽ thì nó cái gì cũng làm được. Tuy nhiên là cũng sẽ có những cái điểm trừ, ví dụ như là trình quản lý file của nó sẽ khó để làm quen, nó không dễ làm quen giống như là Windows hay là anh em sử dụng Android chuyển sang. Nó sẽ hơi lạ lạ, hơi dị dị một tí, anh em sẽ mất phải khoảng đâu đấy tuần để làm quen gì đấy. À đấy, còn một cái mình quên chưa nói, đấy là ở trên chiếc iPad Air 4 này ấy, khi mà anh em lên iPadOS 16 thì anh em sẽ không được hỗ trợ tính năng State Manager, mà chỉ có những cái chiếc iPad sử dụng chip M1 như là iPad Pro 2021 hay là iPad Air 5 dùng chip M1 thì nó mới sẽ sử dụng được tính năng đấy thôi. Thì có thể là Apple sợ rằng những cái con chip như là A14 hay là A15 thì nó lại không đủ mạnh để cho tính năng đấy vào, hoặc cũng có thể là Apple muốn phân khúc hẳn lại những cái sản phẩm của mình nên là cắt giảm tính năng đi. Nói chung là trong tương lai thì cũng không biết được, tại vì hiện tại iPadOS mới là ở bản beta thôi, ra chính thức thì nó có hỗ trợ không thì mình cũng chưa biết. Nhưng mà nếu như mà anh em vẫn muốn sử dụng những cái chiếc iPad kiểu dạng nó hoàn hảo về mặt trải nghiệm, màn hình mượt mà 120Hz ở trên cái màn hình to, xong rồi 4 loa nó đánh nó đập, hay là có State Manager để sử dụng nhiều cửa sổ hiệu quả hơn, hay là xuất được màn hình rời, thì anh em nên chọn những chiếc iPad Pro 2020-2021. Còn chiếc iPad Air 4 này với mức giá rất tốt chỉ vào khoảng là 12 triệu hơn, gần 13 triệu cho một chiếc iPad mới. Hoặc là nếu anh em mua cũ thì nó cũng chỉ rơi vào khoảng là 10 triệu, 10 triệu rưỡi mà thôi. Thì trải nghiệm của nó gần như là quá tốt rồi. Nó đáp ứng mọi nhu cầu. Và ok, thì anh em nghĩ sao về chiếc iPad Air 4 này? Anh em thấy nó còn phù hợp ở năm 2022 này không? Hay là anh em sẽ đợi những chiếc iPad Air 5 M1 giảm giá rồi mua? Hay là mua xuống hẳn những chiếc iPad Pro 2018? Anh em sẽ chọn chiếc máy nào? Anh em hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Và anh em đừng quên subscribe channel ThinkView và những kênh thuộc hệ thống Alpha Media như là The Reviewer, Vui Vẻ, Người Chơi Đồ, Người Chơi Điện Tử để cập nhật những video mới nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em.